Hà Nội cây đổ khắp nơi. Đây là khu Starlake nha. Đổ khắp nơi. Đổ dạp. Nhân dân đang cắt hậu quả. Mấy cây to đẹp lắm, đổ hết rồi. Ta lách đấy ạ, đổ hết luôn, đổ nhiều. Đây cái đường. Cây xanh đổ phí quá nhỉ. Bao cây xanh cảnh đẹp. Trồng lại bên phí này. Con đường chạy bộ hàng ngày đây đổ hết. Mấy cây to đẹp. Ôi rồi ôi, cổng vào này tiếc thế nhỉ. Hoa vàng bên này cũng vậy. Cây xanh gãy đổ nhìn quá tiếc luôn. Chắn hết nửa đường đi. Chắn hết đường đi. Khu nhà giàu Starlake đây. Sau trận bão bao nhiêu cây gãy đổ. Thử đi vào bên trong Starlake xem sao nhé. Wow. Wow. Đổ nhiều thế. Wow. Tiếp bên này đổ nhiều thế. Tiếc nha. Vậy đổ hết, la liệt. Cây cầu du ơi. Tiếc thế. Cũng đổ rồi. Bên trên kia cũng tiếc hơn kìa. Kinh phí trồng mới cây xanh vô cùng tốn tiền. Ôi giời, không đi được luôn à. Chắn luôn à. Quay đầu. Không đi được luôn. Bên kia cũng vậy. Đi vòng bằng lõi trung tâm rồi vòng ra nhé. Phố Lưu Cơ. Xem bên trong này thiệt hại không. Wow. Đổ nhiều thế. Cái kia kìa. Đổ nhiều lắm.
Wow, chắn trước đường đi rồi. Gì nữa rồi, đổ hết rồi, không đi được, quay ra thôi. Bị vệt vệt gió này nó đánh mấy cây này đúng hết, to ngay đổ hết. Cái hoa sữa này, hoa sữa hoa điệp này bùng hết. Trời ơi, đổ nhiều thế. Khu vực trước cổng trường đuôi theo tay. Không biết là cây này trồng lại nó sống nhỉ hay là họ phải bỏ nhỉ. Wow, chỗ này được cầu cầu gió từ sao gì rồi, chắn đường rồi, đi bên trái. Trái dính hết này, chỗ này đúng luồng mà cái cây to này đổ hết, đúng luồng không chịu được. Wow, ủa chỗ này là đúng luồng này này, đúng luồng gió này, ai phải được giảm hết. Cây là toàn còn mấy không mấy mấy cây không, chính mấy cây nhỏ này không bị nhân. Thì đúng là không review nhà cửa gì nữa, hôm nay đi quay thành phố Hà Nội sau cơn bão cho các anh chị xem. Tiếp thật. Ôi dồi ôi, chẳng hết đường đi bên kia rồi. Khả năng xong khu Star Lake lại sang khu Hoàng Quốc Việt đi. Xem cụ đa 100 tuổi ở đầu Trường Cung. Hôm qua thấy bảo cụ đổ rồi. Ôi dồi ôi, thế này, khu này phải đi vào. Toàn quá rồi các bạn ơi, gãy cây này chắn hết đường rồi. Người này cũng vậy, chắn hết đường rồi. Gần dừng máy thì lại nhìn thấy một hàng cùi của cây cầu phải to thế. Không biết là trồng lại có sống không nhỉ, hay là phải bỏ đi nhỉ, bỏ đi phí lắm. Ui, đổ vào con điện. Này nó bị đúng luôn, nó cây chả đổ hết.
công việc. Còn công việc bị nặng ra đấy nhỉ. Chỗ kia chắn ngang đường, đổ chắn ngang đường luôn này. Kia cụ đã, cụ đã ở đầu trận cung cái rồi, cụ đã ở đầu trần cung vừa hôm qua mà đổ cây xăng đèn nhé, đổ ra ngoài mày thế. Cụ đa trần cung đây, cụ đa ở trần cung Hoàng Quốc Việt đã bị đổ mất rồi, rất đáng tiếc. Khu đô thị Nghĩa Đô nhá, cây cối cũng ngả nghiêng hết lượt rồi, đẩy lổ đồ trời vào đây này, kiểu quá ra được đồ cả cột điện này, cột điện cong hết rồi.